Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutaki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã làm được một chỗ AFK câu cá đằng kia. Và mình đã sử dụng hết hai cây cần câu rồi. Và mình đã có được một ít món đồ ở trong đây nè các bạn. Đó chính là một vài con cá tuyết này, cá hồi, cá nóc, được hai cái thẻ tên và được một cái vỏ ốc anh vũ các mọi người. Và trong ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ sử dụng 3 viên kim cương mà mình đào ở tập trước ấy để craft một cái cây cúp kim cương và đào hắc diệm thạch để đi xuống địa ngục các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy 3 viên kim cương và craft một cây cúp nha. Đây, được một cây cúp rồi. Bây giờ mình sẽ mặc giáp vào và đi xuống cái hang hôm qua ấy để chúng ta có thể đào tiếp nha các bạn. Cũng như là hôm nay mình sẽ cố gắng đào thêm 2 viên kim cương nữa để chúng ta có thể chế tạo một cái bàn phù phép ấy. Tại vì bây giờ thì mình cần cái bàn phù phép để nâng cấp mấy cái dụng cụ lên các bạn ơi. Rồi, giờ đi xuống tiếp thôi. Xuống tiếp hay tìm một cái hang mới nha. Ok, chắc bây giờ tìm một cái hang mới cũng được các bạn ơi. Biết đâu ở cái hang mới thì chúng ta có thể tìm được thêm kim cương thì sao. Rồi, giờ mình sẽ đi quanh cái chỗ mình nha. Tại vì xung quanh mình ấy thì cũng có khá là nhiều hang các bạn ơi. Rồi, giờ đi xuống thôi. Có sắt luôn. Wow. Rồi, giờ lấy sắt thôi. Đó. Hy vọng cái hang này sẽ dẫn sâu xuống phía dưới nha các bạn để mình có thể có lava ấy. Đó. Ở dưới có lava kìa. Hình như đó là một cái ravine các bạn ơi. Ui. Nhưng mà cái âm thanh đó nghe rùng rợn ghê các bạn ơi. Lâu lâu mình chơi mình cứ nghe cái âm thanh đó hoài luôn ấy. Nghe nó cứ sao sao các bạn à. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái thang này. Ui con skeleton. Mình không có đem theo cây cung. Hôm qua mình có đánh rơi một cây cung từ con skeleton đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa kịp sửa nữa. Thôi tạm thời mình đào trước đi. Nó bắn thì mình sẽ dùng cái khiên ấy để chắn nha. Rồi té chết veo rồi. Nó bắn mình nó té dưới luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cắm nút lên nha. Giờ mình sẽ qua bên đây coi. Ở dưới là lava các bạn ơi. Dưới có Reaper, có zombie nữa kìa. Chưa chết nữa. Đau thế. Giờ mình sẽ đào đây. Đào từ đây xuống dưới đi các bạn ơi. Để chúng ta có thể đi gần cái chỗ lava ấy. Rồi đổ xô nước ra rồi lấy hắc diệm thạch lên thôi các bạn ơi. Mình cần khoảng 10 cái cục hắc diệm thạch là có thể làm được một cái cổng địa ngục rồi. Ở đây có sắt kìa. Nhưng mà mình muốn khám phá xung quanh cái ravine này coi có kim cương không mấy các bạn ơi. Mà nhìn dưới ghê quá các bạn à. Giờ tạm thời mình sẽ thủ sẵn xô nước nha. Số 2 đi để gặp là mình sử dụng liền ấy các bạn ơi. Ở dưới có baby giang lạng kìa. Wow. Rồi giờ mình sẽ thắp đuốc ở bên đây nha. Phải cẩn thận các bạn ơi, ở đây thì rất là nguy hiểm luôn, chọt chung một phát là mình coi như là ngõm luôn á các bạn. Qua bởi mình sẽ lấy một ít sắt trước cái đã. Đuốc mình sẽ để ở đây đi. Đó, và một cây kiếm ở đây. Rồi mình sẽ đào cái này ra. Hình như cái hang này, cái ravine này nó không dẫn tới cái hang nào hay sao các bạn ơi. Có vàng luôn kìa. Wow, cái ravine này được ấy. Rồi giờ mình sẽ bắt block đi qua bên kia đi để lấy mấy cái vàng ấy các bạn, vàng dưới sắt ấy. Ở dưới là đất à. Ở dưới có đất nữa các bạn ơi. Mà mình cứ tưởng là khu mỏ bảo quang chứ, tại vì thường thường khu mỏ bảo quang sẽ có mấy cái block gỗ ấy, các bạn ơi. Và lần này thì mình hơi khó tìm mấy cái khu mỏ bảo quang nhờ. Để mình coi đi một xíu coi có gặp cái khu mỏ bảo quang nào không nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt block đi qua bên đây nha. Rồi giờ đi từ từ xuống thôi các bạn ơi. Đó, mình sẽ đặt block thấp xuống như vậy này. Đó, mình sẽ đi xuống thì nó sẽ dễ hơn ngay. Rồi đi tới đây và đi xuống đây. Xong mình sẽ đặt cái này ra và đi xuống dưới lấy vàng luôn các bạn ơi, rất là gần rồi kìa. Đặt xuống đây. Rồi giờ đào vô trong thôi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cúp sắt mới đi. Đó, rồi làm một cây cúp sắt mới. Đấy, để thay cho cây cúp của mình đây. Cúp sắt của mình gần hư rồi. Rồi đào ra. Đấy. Rồi đi xuống tiếp. Giờ mình coi chỗ đó có nhiều lava không nhá. Hy vọng là đủ để mình lấy 10 cục hắc diệm thạch đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đổi bằng cây cúp này. Đào tiếp thôi các bạn. Tính ra nha. Mình gần được một stack vàng rồi đó các bạn ơi. Vàng thì sắp tới mình sẽ dùng để kiểu như chữa bệnh cho mấy anh dân làng zombie ấy. Thì thỉnh thoảng mình vẫn gặp mấy anh dân làng zombie như hồi nãy các bạn. Đó, mình sẽ chữa bệnh cho ảnh rồi biến ảnh thành dân làng bình thường ấy. Rồi mình sẽ bắt đầu trao đổi với ảnh. Rồi. Chỗ này khá là nguy hiểm đây. Đập ra. Xong. Giờ mình sẽ qua đây coi. Ở đây còn sắt nè các bạn.
Ồ, được ấy, được ấy. Rồi, lấy luôn đi. Tại lâu lâu mình mới xuống cái hang này mà. Đó. Mình sợ đập cái nó rơi vô lava quá các bạn ơi. Không sao đâu. Đấy. Cẩn thận là được các bạn. Đó, một cái này luôn. Yeah. Rồi, quay lên đây thôi. Mấy chỗ này thì hơi nguy hiểm nè các bạn ơi. Chạm một cái là bị cháy liền ngay. Cho nên phải thủ sẵn một số nước mới được. Ở đây còn vàng này. Đó, lấy luôn. Rồi, đào ra. Em coi coi có con creeper không các bạn ơi. Tại vì đang đào mà không để ý ấy. Creeper lại gần nổ một phát là thôi ngõm đấy các bạn. Ở đây luôn. Rồi, lấy sắt ở đây luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước ra để ui, Enderman. Ui, được. À, mày hay Enderman. Rồi, giờ mình sẽ quấn Enderman nha. Ui, có creeper nữa. Đánh creeper trước các bạn ơi. Không thôi, creeper nó nổ ấy. Ui, nổ mất tiêu rồi. Mà không sao đâu, kệ. Giờ mình sẽ bắt đầu đánh Enderman để coi có rơi ra cái ngọc Ender không nha bạn. Đánh nè, nè, nè. Đánh nè, đó. Giờ mình có khiên rồi. Đánh nè. Hit cuối cùng. Ui, chưa chết rồi. Hit cuối cùng. Được thêm một cái ngọc Ender nữa các bạn ơi. Vậy là mình có được hai cái ngọc Ender rồi. Yeah. Rồi, giờ mình sẽ ăn vô cái đã. Rồi, đào tiếp thôi. Giờ mình sẽ đào cái redstone này ra nha. Ở dưới có cái lưu ly kìa các bạn. Được. Rồi, tạm thời lấy redstone trước nha. Redstone thì cũng khá là cần thiết các bạn ơi. Rồi, đào ra. Rồi, cũng như là ở bên đây này. Ở trên còn vàng nữa. Được ấy. Và các bạn lưu ý nha, đào thì nên để ở phía trên nữa. Tại vì nhiều khi khoáng sản nó spawn ở phía trên nữa các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lên đây và lấy vàng. Rồi. Trên kia còn sắt nữa kìa. Nhưng mà giờ mình sẽ vô trong để lấy cái lưu ly trước đi các bạn ơi. Đó. Rồi, mình sẽ thắp đốt ở phía đây. Rồi, đi qua rồi. Ở đây là một cái hang mới hay sao các bạn ơi. Đúng rồi, một cái hang mới. Wow, được. Giờ mình sẽ ăn vô nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi lên đây và chặn cái nguồn lava lại các bạn ơi, để cho nó đừng có chảy xuống dưới phía dưới đây. Chảy xuống dưới thì rất là nguy hiểm luôn. Đó, mình sẽ chặn như vậy và một cục ở phía dưới. Rồi. Đó, như vậy thì nó sẽ không chảy xuống dưới nữa các bạn. Đấy, mình có thể dễ dàng đào hơn ấy. Đó, giờ mình sẽ lấy cái redstone đây nha, mà không sợ bị lava nó đốt cháy các bạn ơi. Lưu ly ở đây luôn này. Wow. Đào ra. Hiện tại thì mình chưa có cái cúp gia tài ấy. Đào mấy cái này thì nó ra khá là ít các bạn ơi. Khi nào mình có cúp gia tài ấy, thì mình đào mấy cái này sẽ ra rất là nhiều luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ cố gắng tìm thêm kim cương ấy, để chúng ta có thể có được cái bàn enchant sớm ấy các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ đào cái này ra. Và ok, chắc mình lấy hắc kim thạch ngay tại đây cũng được các bạn ơi. Rồi, mình sẽ dùng cái cúp này và đào một mớ hắc kim thạch để đem lên nhá. Ok, cảm ơn, mình đã đào được một ít cái hắc diêm thạch rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi khám phá tiếp cái ravine này nha. Và ở trên thì rất là tối luôn, mình sợ ở trên nó rơi xuống con creeper thì xác định luôn đó các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đào số sắt ở đây nè. Wow, có rất là nhiều sắt ở đây luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy hết về luôn. Ở đây cũng như là ở trên đây nè các bạn. Và phía trên này chắc mình sẽ thắp thêm đuốc ấy. Và mình cũng vừa đào thêm một ít than các bạn để có thể chế tạo thêm đuốc ấy. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo đuốc nè. Đó, mình được 20 mấy cây rồi. Có vẻ là không dẫn tới cái hang nào rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi lên quá. Tại vì ở đây không có dẫn tới hang ấy. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi lên rồi chúng ta sẽ tìm một cái hang khác và đi tìm kim cương nha. Mình vừa tìm thêm được một cái ravine nữa nè các bạn ơi. Wow, và cái ravine này thì khá là cạn này. Để mình thử xuống dưới xem coi có cái hang nào phía dưới không nha. Ở đây có sắt này. Wow, được ấy. Giờ mình sẽ xuống dưới lấy sắt trước cái đã. Đó. Có một quặng nè các bạn ơi. Để mình coi. Ở đây có hang luôn. Được. Giờ mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã các bạn, để cho nó đừng có spawn quái ấy. Mình sẽ đi xuống ở phía dưới. Ở đây vẫn còn sắt này. Nhưng mà hình như là hang cục hay sao các bạn ơi. Hy vọng là đừng có hang cục nha. Tại vì bây giờ mình cần tìm một cái hang kiểu như nó sâu một xíu ấy các bạn ơi, để chúng ta có thể tìm được kim cương ấy. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống đây. Và boom. May quá, không phải hang cục các bạn. Rồi. Ủa? Nó lại dẫn ngược lại cái ravine. Mình cứ tưởng dẫn đi xuống ấy về, nó dẫn ngược lại cái ravine các bạn ơi.
Wow, nó troll mình rồi. Để mình qua đây coi. Ở đây có nấm này, lấy luôn. Nấm ở đây cũng khá là hiếm á các bạn ơi. Và mình đã mở khóa cái công thức làm súp nấm hay kìa. Sắp tới nếu mình có mình có thể chế tạo súp nấm rồi đó các bạn. Tại vì mình có cái cây nấm đỏ, cái rừng gỗ sò sẩm ấy. Vậy sắp tới chúng ta đã có thêm một nguồn thức ăn mới rồi. Rồi, mình sẽ lấy sắt ở đây cái đã. Rồi, giờ mình sẽ coi coi. Ở đây vẫn không phải là một cái hang bự các bạn ơi. Để mình qua đây coi, hồi nãy như mình thấy có cái hang ở bên đây hay sao này. Không, cái đây là cái làm cái hồ nước ở dưới cái ravine thôi các bạn ơi. Ở đây có thang. Và bên đây thì để mình thử đi lên đây coi. Ở đây có thang này, mà thôi tí mình đào sau cũng được các bạn. Giờ mình sẽ đào cái này ra và trèo lên. Ở đây là một cái hang thiệt này. Wow, ở đây có sắt nữa. Lấy luôn lấy luôn. Ở trên hình như là có bé gà hay sao đó các bạn. Đấy, mình nghe tiếng bé gà kêu đấy. Đó đó. Khá là gần mặt đất luôn các bạn ơi. Để mình qua đây coi. Ui. Ý mình núp vòi đấy mà còn né không kịp ấy các bạn ơi. Bắn 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 hả bắn hả bắn cái này bắn 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 đi bắn đi bắn đi ui đánh hụt nè. Rồi mình sẽ qua đây cắm đuốc tiếp nha. Ở đây có thang nữa này. Có thang được rồi các bạn. Ấy gì mình có thể làm thêm đuốc rồi, tại vì bây giờ mình còn có 10 cây à. Rồi mình sẽ đào cái này ra nha. Rồi sau đó sẽ đi đào một ít thang để chúng ta có thể craft thêm một ít cây đuốc các bạn ơi. Hy vọng ở đây đừng có creeper nha. Kiểu như đi trong mấy hang cục này mà có creeper sợ lắm các bạn ơi. Nổ một phát là ngõm luôn ấy. Rồi cắm đuốc lên đây và chế tạo thêm một ít đuốc nha. Tầm một stack là được các bạn ơi. Rồi mình sẽ cắm đuốc tiếp. Ui mà hang cùng mất tiêu rồi, nó dẫn tới tầng. Ủa, ở đây mới tầng 50 mấy à. Và ở đây thì cũng còn rất là cao các bạn ơi. Mình cần đi xuống thấp hơn ấy để chúng ta có thể tìm được kim cương. Và hình như ở đây có tiếng con skeleton này. Ui, may quá, may quá, may quá. Ui, cắm đuốc, cắm, ui. Ui, sao bắn chuẩn thế. Bắn hả, bắn hả, bắn, bắn nè, nè, nè. Bắn hả, ui, có nhỏ nữa. Ui, đuốc, thấp đuốc, thấp đuốc, thấp đuốc. Rồi, sáng lên thôi mình sẽ đánh đánh nó nè. Mình được cái sợi chỉ từ con nhện luôn. Wow. Rồi, giờ mình sẽ đi coi. Ở đây nó dẫn tuốt ở dưới luôn các bạn ơi. Nhưng bây giờ mình sẽ tìm một con đường nào đó dễ đi hơn nhé. Tại vì dưới khá là sâu các bạn ơi. Và mình cần phải bắt block ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ cắm tuốt ở đây trước đã. Đi từ từ thôi các bạn ơi. Không không cần vội đâu. Cái hang này khá là rộng nè các bạn. Ở đây thì có sắt này. Lấy luôn. Rồi để mình coi coi. Biết đâu ở đây lại có một cái spawner của con skeleton thì sao các bạn. Tại vì nãy giờ ấy mình gặp hai ba con skeleton liền luôn. Để mình qua đây coi có cái spawner không nhá. Nó dẫn dẫn xuống này. Ui lại hang cùng rồi. Để mình qua đây coi. Hy vọng là sẽ dẫn xuống sâu hơn nha các bạn. Qua đây coi. Cẩn thận cẩn thận. Nhảy xuống nè. Rồi qua đây tiếp. Nó lại vòng qua bên đây à. Chắc mình phải đi xuống bằng đường này rồi. Tại vì ở đây nó dẫn xuống sâu hơn nè các bạn ơi. Ok luôn, giờ mình sẽ đào kiểu cái cầu thang các bạn để chúng ta có đường đi lên đây, không cần phải đặt block đi lên thì nguy hiểm lắm các bạn ơi. Vì khi mà mình đang đặt block mà có con skeleton mà nó bắn một cái là té dưới là thôi 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 ngõm đấy các bạn. Giờ mình sẽ thắp đuốc lên nha. Ở đây và bắt đầu đi xuống từ từ thôi. Đó. Ở đây là tầng mấy rồi ta? Ở đây là tầng 40 rồi, còn khá là cao các bạn ơi, cần phải thấp hơn nữa ấy. Nhưng mà tạm thời mình sẽ xuống đây trước rồi đã. Đó. Ở đây có cái rác sắt này. Lấy gì luôn. Ôi hơi cấp rồi. Ok chắc bây giờ dùng cốt kim cương luôn đi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đặt ở đây và ở bên đây. Nó dẫn tuốt ở dưới luôn. may quá cái hang này khá là sâu này. Được rồi, giờ mình sẽ lấy sắt trước nha, rồi sau đó mới đi xuống phía dưới nữa các bạn ơi. Rồi đào sắt xong rồi, giờ đi xuống thôi. Ở đây còn sắt nữa. Ui gì ý gì mà mình còn đỡ không kịp các bạn ơi. Giờ đánh con skeleton đánh nè. Ui ở dưới có zombie baby kìa. Ui zombie baby. Ui. Ê, bắn zombie đi, bắn zombie đi. Đó đánh này. Nè mình bắn đó thấy chưa bé zombie zombie. Ui baby zombie đánh rất là đau luôn các bạn ơi. Với lại chạy rất là nhanh ấy. Wow nguy hiểm thật ấy.
mình vừa lợi dụng bé baby zombie để đánh tên skeleton kia rồi. Wow, khi một cái là tên kia chết queo luôn các bạn ơi. Mạnh thật đấy. Rồi mình sẽ lấy sắt ở đây nha. Ở đây khá là tối này, phải thắp đuốc lên các bạn ơi. Đi tới đâu là phải thắp đuốc tới đó, nếu không thôi một hồi quay lại thì lại bị mấy tên zombie hay creeper chặn đường thì khổ lắm. Ở đây thì có thêm Luli này. Đầu Luli được thêm vàng luôn chứ. Wow, hấp dẫn hấp dẫn. Rồi thì lấy hết số vàng ở đây luôn nha. Vàng lần này thì nhiều lắm các bạn ơi. Wow, một đống vàng luôn. Rồi mình sẽ qua đây tiếp nha. Ở đây là tầng thứ 24 rồi. Cố lên. Hy vọng nó sẽ dẫn xuống chỗ tầm tầng mười mấy thôi các bạn ơi, để chúng ta có thể tìm được kim cương ấy. Rồi mình sẽ đi xuống tiếp nha. Ở dưới là cái gì đây? Là một cái hang nữa. Wow, được. Ở đây thì có sắt này. Nhưng mà không có hồ lá va nhỉ. Mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã. Thắp ở đây. Ở đây là một cái ravine này. Có Luli đằng kia kìa. Wow, nhưng mà giờ mình sẽ đào sắt ở đây trước cái đã. Quá trời sắt ở hai bên luôn các bạn ơi, tha hồ mà đào ấy. Hai cái ravine kiểu như nó nối tiếp nhau nè các bạn. Nó tạo thành dấu cộng hay sao này. ở dưới có vàng nữa kìa. Được. Giờ mình sẽ lấy sắt ở phía trên trước cái đã. Rồi. Ở đây và ở bên đây. Đấy. Cũng như là ở bên đây nè các bạn. Wow, sắt ở trong cái hang này rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nãy giờ mình đào tầm mấy stack rồi đấy. Rồi, mình sẽ lấy hết luôn đi. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đó, lâu lâu lại nghe cái âm thanh rất là lạ luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ thắp đốt lên trước cái đã. Rồi nhảy qua. Cái này là tầng mấy rồi? Cái này tầng 21 rồi. Hy vọng là ở phía dưới sẽ có kim cương nha. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đi xuống dưới trước các bạn ơi. Nhảy xuống. Bụp. Yeah. Rồi, lấy Luli trước cái đã. Rồi, đào Luli thì nó cũng cho ta một ít cái kinh nghiệm ấy. Rất là cần thiết luôn. Khi nào mình có bạn enchant thì mình sẽ enchant được liền luôn đó các bạn, không cần phải đi farm nữa ấy. Ở dưới này thì có thêm vàng này. Ở gần đó là lava các bạn ơi. Xem ném là mình mất mấy cục vàng cũng như là Luli rồi. Đào redstone ra. Đấy. Đào ra. Và ở dưới nữa. Ok, cô lên. Ở đây có nước hơi khó chứ một xíu các bạn ơi. Nhảy lên. Rồi đi qua bên đây nha. Ở chỗ này mình dùng xô nước cũng được này. Đấy, dùng xô nước để cho nó tiện á các bạn ơi. Thắp đuốc bên đây cái đã, tại vì bên đây rất là tối luôn này. Rồi, đào qua đây. Ở đây vẫn còn nữa này. Mình sẽ khám phá từ từ nha để không bỏ sót các bạn ơi. Giờ mình sẽ qua đây. Ý là một cái hồ lava hay sao ấy các bạn. Rồi phải cẩn thận mới được, đụng vô lava là bị cháy nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ cái này mình sẽ chặn lên luôn nè. Dùng cây đuốc để chặn cái lava lại các bạn. Và bắt đầu đi xuống dưới. Mình sẽ đổ nước xuống để cho nó thành cái đá cuội cũng như là hắc nhiệm thạch đây. Rồi chặn ở đây luôn. Đó, chỉ cho nó nhanh các bạn ơi, khỏi phải đợi cho nó tự rút đây. Rồi mình sẽ qua đây coi. Đây có redstone này, đào luôn. Để lấy thêm một ít kinh nghiệm á các bạn. Rồi đào xong rồi, giờ sẽ đi xuống bên đây. Đây đường cùng rồi. Tưởng dưới đây có kim cương thì tốt biết mấy nhờ. Thôi kệ đi các bạn ơi, không sao đâu. Giờ mình sẽ quay lại cái ravine hồi nãy đi. Đó, đặt cái này ra. Nước thì mình cứ để đây đi các bạn ơi. Nhiều khi mình mất cái xô nước đây thì mình có thể lại đây và lấy thêm lại xô nước mới ấy. Chứ nó không thôi mà đi mai không có xô nước thì khổ lắm các bạn ơi. Rồi giờ qua đây tiếp nào. Ở đó có Luli kìa. Vàng ở trên nữa. Để mình coi ở đây có kim cương không nha. Nhìn kỹ lên các bạn. Rồi. Mình được thành tựu món đồ nóng bỏng các bạn. Vậy là mình múc cái su lava là được cái thành tựu ấy. Giờ mình sẽ lấy lại cái su nước cái đã. Mình lỡ lấy su nước mất tiêu rồi, đổ su nước xuống lava. Cái nó mất tiêu su nước luôn rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy su nước ở đây nha. Rip bơm tới mình này. Con chảy này. Cúc hà. Nấp. Ui. Ủa. Bèo. Ủa. Rip bơm thấy mình các bạn ơi. Đi. Cho nên các bạn đánh Ripper ấy thì cứ nấp như mình này. Ripper sẽ không thấy các bạn ơi. Và chết đi. Ui.
Chết đi. Yeah. Rồi giờ mình sẽ lấy vàng nha. Ồ giật mình các bạn ơi. Tự nhiên đang đi mà gặp Bieber chứ. Quay. Rồi giờ mình sẽ qua đây. Ui nhầm. Rồi. Ui nước chảy dưới rồi. Ồ mà thôi kệ đi. Mình có cái hắc diệm thạch ở dưới thì cũng an toàn cho mình thôi. À, giờ mình sẽ đi cặp mé mấy cái Ravine như vậy này. Ui nhưng mà ở đây không có kim cương rồi. Ui nguy hiểm. Cái này phải đặt ra nè để cho nó an toàn các bạn ơi. Ui trời trời, xem ném té rồi. À, giờ mình sẽ đi qua bên đây và đi xuống dưới lại nha. Rồi nhảy xuống bi bẹp. Rồi giờ mình sẽ lấy cái lully ở đây cái đã. Và ở trên là có vàng nữa kìa. Wow, và ở đây dẫn tới một cái hang mới nữa. Được. Trước tiên mình cần lấy vàng trước cái đã. Đó, không được bỏ sót vàng các bạn ơi, vàng thì khá là hiếm luôn. Rồi, và ở đây thì có một ít lully này, lấy luôn. Đấy. Rồi, đi trở lại cái hang này cái đã. Tại vì mình thấy cái hang này rộng nè các bạn ơi, khám phá cái hang trước nha. Đi hướng nào trước ta? Ok, đi hướng này đi, tại vì hướng này gần mình nhất này. Đó. Ở đây là có vàng. Wow, lấy luôn. Đấy. Và ở đây có redstone này, lấy luôn các bạn ơi. Redstone này một tí khi mà mình gần full slot ấy thì mình sẽ nén nó lại các bạn ơi thành cái khối redstone này thì chúng ta sẽ có thêm không gian và đào tiếp thôi. Và ở đây để mình coi có kim cương không nha. Phải không được bỏ sót các bạn ơi. Đấy, phải đào kỹ ra. Và rồi, không có kim cương rồi. Khá là tiếc nha. Ở đây có vàng này. Rồi, giờ mình sẽ đào hết cho vàng này luôn. Đó, nãy giờ mình đào cũng gần một stack vàng đó các bạn ơi. Được 40 mấy quặng vàng rồi. Đó, rất là nhiều luôn. Và ở đây cũng có thêm lully này. Mình sẽ lấy thêm một ít về nha. Đó, nãy giờ mình đi thì mình cũng lên được 27 level rồi các bạn ơi. Wow, cố lên. Chúng ta khi mà đủ 30 level ấy thì chúng ta có thể enchant được một cây cúp. Nó kiểu như là nó tốt hơn ngay. Giờ mình sẽ đi qua đây coi. Ở đây có cái hồ lava này. Có kim cương không? Không có kim cương. Ở trên này có cái đường dẫn đi đâu này các bạn ơi. Ở đây ui ở đây có sỏi nữa. Mình có cách rồi, mình sẽ dùng cây đuốc á các bạn ơi. Đập cục sỏi rồi đặt cây đuốc ở phía dưới thì nó sẽ tự kiểu như hủy cái block sỏi đây. Yeah. Đi nãy giờ cuối cùng cũng tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Và đây là tọa độ nha. Cái kim cương này spawn ở tầng 14 luôn các bạn ơi. Và ở trên là một cái hang hay sao ấy. Mình nghe tiếng con zombie rồi kìa. Wow. Được. Rồi, giờ mình sẽ thắp đuốc lên trước các bạn ơi để xem coi được bao nhiêu viên kim cương nha. Và cũng như là kiểm tra phía dưới. Ở dưới là một cái hồ lava. Nếu mà chúng ta không kiểm tra kỹ ấy là kim cương sẽ rơi xuống lava thì chúng ta sẽ không còn viên nào đâu. Đấy, giờ mình sẽ đào ra hết đi để coi được bao nhiêu viên tổng cộng nha. Lần này lại là 3 viên kim cương các bạn ơi. Không được nhiều hơn à. Mà không sao đâu. Có kim cương là vui rồi. Rồi, giờ mình sẽ đào ra nha. Rồi, dọn cho nó sạch sẽ các bạn ơi. Rồi, sau đó mới đào ra. Một viên. Ui. Dục cái này ra, dục thịt zombie ra. Rồi, giờ mình sẽ đào tim ở đây và ở đây. Được 3 viên kim cương rồi. Yeah, giờ chúng ta sẽ đi lên coi cái ở trên đây là một cái hang hay cái gì các bạn ơi. Mình nghe tiếng zombie nó kêu này. Giờ mình sẽ cắm đuốc lại. Ở đây là có mặt đất này. Có đất luôn. Đúng rồi, ở đây là một cái hang. Wow. Zombie ở phía trên nữa các bạn ơi. Ở đây không có này, ở phía trên này nữa này. Nó lại dẫn ngược qua đây. Được. Giờ mình sẽ thử trồng block đi lên coi có gặp con zombie này không nha. Biết đâu lại là một cái spawner mới hay sao các bạn. Để mình lên đây coi. Cái zombie gần lắm rồi. Rồi giờ mình sẽ lên đây. Và gần lắm rồi đó các bạn ơi. Nó lên đây này. Một cái hang. Wow, nó đánh mình đau ghê luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm thêm ít cây đuốc đi. Đấy, làm hết đuốc luôn. Và mình sẽ vứt cái gì để ta. Vứt thịt zombie đi các bạn ơi. Để mình lấy đuốc lại. Rồi, tạm thời như vậy đi. Mình sẽ cắm đuốc thêm. Có vàng này. Được, lấy luôn. Rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Chúng ta đã tìm thêm được 3 viên kim cương và chúng ta có thể chế tạo được một cái bàn phù phép rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ tìm đường đi trở lại thôi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình chỉ có nước là trồng block đi ngược lên thôi các bạn ơi. Chứ bây giờ mình cũng quên cái đường về rồi. Nãy giờ mình đi xa lắm rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đào thêm một ít sắt ấy rồi trồng block đi lên trên mặt đất nha các bạn.
Ok, cảm ơn. Trên đường quay trở lên thì mình đã tìm thêm được một cái quặng kim cương ở đây nữa này. Nó ngay cái ravine luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây và lấy nốt cái viên kim cương ở phía dưới luôn nha. Hy vọng là sẽ được nhiều nhiều một xíu các bạn ơi. Và ở gần đây có một con giùm bài các bạn ơi, nó kêu nãy giờ luôn này. Khó chịu thật ấy. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống dưới và lấy kim cương nha. Hai quặng. Bốn quặng. Gì, bốn quặng luôn các bạn ơi. Năm quặng, sáu quặng. Oh my god. Bảy quặng. Gì, tám quặng. Lần này là được tám quặng luôn các bạn ơi. Nhiều thật ấy. Wow. Gì, trong ngày hôm nay thì mình đã tìm thêm được tới 11 viên kim cương luôn. Wow. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy nốt kim cương ở đây luôn nha bạn. Đấy, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên. Vậy được 11 viên kim cương. Rồi, giờ chúng ta đã an tâm đi lên rồi các bạn ơi. Ở với số kim cương này thì mình có thể chế tạo thêm một cây cúp kim cương mới, cũng như là một cây cây rìu đi, để chúng ta có thể chặt cây nhanh hơn đấy các bạn ơi. Và sau đó thì làm một cái bàn enchant nữa là vừa đấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ thắp đuốc nốt chỗ này luôn nha. Không ngờ trên đường về ấy, thì mình lại gặp được kim cương các bạn ơi. Wow, may mắn thật ấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ lấy hết chỗ vàng này rồi quay trở lên nha. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái sỏi này để tìm ra cái đá lửa nha các bạn ơi. Để mình chế tạo một cái bật lửa ấy và đi xuống địa ngục thôi. Giờ mình sẽ đặt ra như vậy và dùng sẻng đào ra. Đó, nó sẽ có tỷ lệ nhận được cái đá lửa ấy các bạn. Mình sẽ đổi qua đây và đặt cái này xuống. Ui. À, đặt như vậy được này. Rồi đó, mình đã được một cái đá lửa kìa. Yeah, rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái phôi sắt và chế tạo cái bật lửa thôi. Đó. Và chúng ta đã khóa thêm mấy cái công thức nữa các bạn, đó là cái mũi tên này. Rồi giờ mình sẽ bỏ cái này vào. Cái này thì mình sẽ chừa lại bốn cục nha các bạn. Để mình có thể làm được cái bàn phù phép đây. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái phôi sắt. Mình cần phải nấu thêm ít sắt nữa các bạn ơi, để đem theo phòng hờ ấy. Sắt mình để ở trên. Rồi mình sẽ nấu thêm một ít đi. Rồi, mình sẽ cho vào đây. Rồi giờ mình sẽ grab một cái bật lửa ấy, dụng cụ đánh lửa này, và đặt cái cổng địa ngục xuống thôi. Và bây giờ ấy thì mình sẽ xem coi chỗ nào thích hợp để đặt cái cổng địa ngục xuống các bạn ơi. Ok các bạn, mình đã đặt cái cánh cổng địa ngục xuống rồi. Bây giờ mình sẽ đặt nó ở phía trong lòng đất ấy. Ban đầu thì mình đặt ở bên kia kìa, nhưng mà sau một lúc suy nghĩ thì mình sẽ đặt ở đây để cho nó kiểu như bí mật ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái bật lửa này để thắp lên nha. Boom. Yeah, như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có cánh cổng địa ngục rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào để xem coi chúng ta có gần cái tòa thành địa ngục không nha. Rồi ok, đi vào thôi. Hồ biến. Ok cảm ơn, mình đã đi vào địa ngục rồi. Và ở đây là một cái chỗ khá là an toàn rồi. Đấy, ít nhất là không spawn giữa cái hồ lava các bạn ơi. Và mình vừa nghe tiếng của con rat kìa. Ui, rất là nguy hiểm luôn. Tòa thành nè các bạn ơi. Tòa thành địa ngục nè. Yeah. Chúng ta đã mở được cái tiến trình rồi đó các bạn. Một pháo đài khủng khiếp. Wow, bây giờ chúng ta sẽ tìm cái spawner của con Blaze nha. Cái con mà quỷ lửa các bạn. Cái spawner đây luôn này. May mắn thật các bạn ơi. Mình sẽ cần cầm cái khiên cái đã. Ui, cái khiên không chống được. Các bạn ơi. Vậy là cần phải có một cách khác để chống cái quả cầu lửa này rồi. Tại vì cái khiên không có chống được này. Mình sẽ đánh luôn. Đánh để lấy một ít cái que lửa nha. Đau quá. Té. Ăn. Ui, nó đánh đau quá các bạn ơi. Mình dùng cái bộ giáp sắt ấy, không có chịu nổi ấy. Giờ nó đã 4 con liền rồi. Làm liều luôn. Đánh này. Ui. Đừng. May mà mấy con này nó chọi không có chuẩn các bạn ơi. Chọi không lắc không à. Rồi. Đánh nhanh. Chạy. Ui, mình nghe tiếng con xương đen. Ui. Đợi cho nó hồi máu nhiều xíu các bạn ơi. Mình mà thấp máu lại là nó đánh mình ngõm luôn ấy. Ui, nó chọi kìa. Ui, đông quá. Rồi phải tìm cách các bạn ơi, mình sẽ dụ nó lại đây. Đó, mình sẽ dụ nó lại. Rồi đánh từng con các bạn ơi, chứ đánh một lần nhiều con quá mình đánh không lại ấy. Đó,
đó, lại đây, lại đây, lại đây. Yeah. Ui, cháy. Đó, mình đã được cái thành tựu là chữa cháy rồi đó các bạn. Wow, đã mở khóa thêm một thành tựu rồi. Giờ mình sẽ dùng cây này đập luôn. Đập cây này cho nó mạnh. Đánh cái này, đánh cái này. Rồi, mình đã được hai cái que quỷ lửa rồi. Rồi, giờ mình sẽ ui, farm thêm một ít nữa nha. Và bên kia là có một anh thương đen kìa. Wow, nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Giờ mình sẽ đánh thêm một tên nữa nha. Để lấy thêm một cái que quỷ lửa nữa các bạn ơi. Đánh luôn, đánh luôn. Đánh luôn nè, đánh nè. Ui, được thêm rồi. Ui, chạy ba cái là được rồi. Giờ mình sẽ đánh tiếp cái anh xương đen này nha. Để coi coi. Ui, ảnh đâu rồi? Ủa, mình mới nghe tiếng ảnh mà. Ủa, anh ơi, anh xương đen ơi. Ủa, mình mới nghe tiếng ảnh mà các bạn. Đó. À, ảnh bên đây nè các bạn ơi. Ảnh bên đây này. Ủa, ảnh ở trên đầu mình nè. Ui, giờ mình sao đi lên để đánh anh đây ta? Thôi kệ đi, giờ mình sẽ đi xuống đây cũng được. Đây. Bú này ngục nè các bạn ơi. Vậy là mình có thể chế tạo thuốc luôn rồi. mày quá. Mình đã tìm được cái bú đường ngục và một ít cái các linh hồn. Các linh hồn thì cũng rất là cần thiết luôn các bạn ơi, để chúng ta có thể làm cái chỗ farm zombie ấy. Mình sẽ lấy hết luôn đi. Ở đây thì cũng đâu có ai lấy đâu. Mình sẽ lấy hết về và nhân giống lên đây để sau này chúng ta có thể nấu thuốc dễ hơn các bạn ơi. Rồi, giờ chúng ta sẽ đặt cái này vô và đi lên luôn các bạn ơi. Để coi coi phía trên coi. Mình vừa nghe tiếng của anh xương đen ở đây này. Ủa, anh đâu ta? Ồ, đây, anh đây. Rồi, giờ mình sẽ tìm cách đánh anh thử nha. Tại vì khi đánh skeleton Wither các bạn ơi, chúng ta sẽ có tỷ lệ nhặt được cái đầu Wither ấy, rất là hiếm luôn. Rồi, giờ mình sẽ đứng ở đây đánh ảnh. Ui. Hết hộp, đánh người này. Boom. Đây là một cái thành tựu lớn các bạn ơi. Ấy, nó cho mình một ít kinh nghiệm hay sao ấy. Ui, nguy hiểm quá. Rồi, ui, đừng anh ơi. Dập lửa. Đánh nè. Không gơi cái đầu quy rờ các bạn ơi. Mà không sao, ít nhất mình cũng đã đánh được một anh rồi. Sắp tới mình gặp nhiều anh nữa thì mình sẽ đánh thêm các bạn ơi. Ui, ở đây có một con xì lam địa ngục nè các bạn ơi. Ghê quá. Ui, mình đang. Chạy. Ui, mình đang bị tấn công rất là nhiều luôn. Ui, nào là. Ui, trời. Té. Ui, da. Ui, đau quá. Ai da. Ui, chạy các bạn ơi. Không ổn rồi. Ui. Giờ mình sẽ tìm cách ra quay trở lại cái cổng đường ngục của mình nhé. Đây. Ui, quay lên mặt đất thôi các bạn ơi, ở đây nguy hiểm quá à. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn tìm thêm mấy cái rương ấy. Tại vì ở dưới địa ngục ấy các bạn sẽ có mấy cái rương ở trong mấy cái tòa thành như vậy này. Giờ mình sẽ thử đi một xíu coi biết đâu lại tìm được mấy cái rương thì sao các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ thắp đuốc lên đã để làm dấu cái đường về các bạn. Ở đây thì lại qua một bển nữa hả? Ui. Ok, đi làm liều luôn. Đấy, biết đâu lại gặp rương thì sao đúng không? Rồi, ở đây là một cái spawner nữa. Và mình sẽ đi về hướng bên đây đi. Đấy. Rồi, qua đây. Bên đây thì vẫn ngược lại. Lại đi lên nè. Đi lên thì mình sẽ gặp bọn kia nữa các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ quay về thôi các bạn ơi. Không ham tìm rương đâu. Tìm rương một hồi bị mấy tên này đánh ngõm một cái là mất hết đồ nữa. Rồi, giờ thì tìm được quay về thôi. Như là đường này nè các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn, mình quay trở về nhà nha. Ở trong phiên bản 1.14 thì nó đã thêm một cái block mới, đó chính là cái thùng mổ phân các bạn ơi. Và công dụng của cái thùng mổ phân này là giúp chúng ta tạo ra mấy cái bột xương này từ cái nông sản của chúng ta hoặc là mấy cái loại thức ăn ấy. Bây giờ mình sẽ cho thử vào đây một ít cái khoai tây nha. Đây, mình sẽ cho vào. Khi nào cái này nó đầy ấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cái bột xương. Rồi. Đấy, khi nào nó trắng như vậy nè các bạn là chúng ta đã có thể lấy ra được một cái bộ xương rồi. Rất là dễ dàng luôn. Và bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ để cho việc ủ phân trở nên tự động hơn đó các bạn ơi, bằng cách là mình sẽ đặt một cái rương ở đây đi. Đó, sau đó mình sẽ đặt một cái hopper hướng vào cái rương này, đặt như vậy, và một cái thùng ủ phân ở phía trên, và một cái hopper nữa để đưa mấy cái nông sản vào trong đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đặt cái rương ngay tại đây.
Đó, rồi công việc chúng ta chỉ cần là đưa mấy cái thức ăn hay nông sản vào đây thôi. Đó, nó sẽ tự phân và đưa vào cái thùng này nè các bạn. Đấy, việc tạo ra bột xương thì nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Khi mà chúng ta không có cái spawner của con skeleton ấy thì chúng ta có thể dùng cách này ấy để farm mấy cái bột xương nha các bạn. Rồi. Và ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem tập này của Lộc. Trong tập hôm nay thì mình đã đào thêm được một ít kim cương, đi xuống địa ngục và lấy được một ít cái bột quỷ lửa về để chúng ta có thể chế tạo thuốc rồi các bạn ơi. Và tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn những tập tiếp theo. Bye bye.